Xin chào mọi người. Cái video này là một cái video sẽ nói về cái thị trường tiền điện tử cũng giống như là BTC. Thì vừa rồi hồi sáng mình có làm cho bạn một cái video những cái thứ bạn nên quan tâm trong những cái ngày, những cái tuần, những cái tháng tiếp theo. Một ví dụ cũng giống như là bầu cử. Ví dụ khác nữa cũng giống như là sự giảm lãi suất. Những cái video này mình sẽ đi xa hơn một chút xíu và mình nói về suy nghĩ của số đông. Bởi vì vậy, cá voi, cá heo, market maker, quỹ này quỹ nọ, nắm chiêu đô la ngàn tỷ trong tay, lúc nào cũng thắng cuộc chơi. Còn bạn thì luôn luôn thua cuộc chơi. Cũng giống như thống kê vừa rồi được đẩy ra là retail, những người nhỏ và lẻ ngoài thị trường, từ vừa rồi xả đâu lên tới 38 tỷ đô la hơn BTC. Số nhiều những người nhỏ và lẻ bước vô cái thị trường này là người ta bước vô lúc giá nó bay bổng 70.000, 71.000, 72.000, 73.800. Và suy nghĩ rằng là chuẩn bị tới đây nó lên tới 100, 150, 200, vân vân. Thì người ta thu gom vô cái giá cực kỳ cao. Và vừa rồi nó rớt như vậy thì người ta đem đi, người ta xả. Và thống kê cho thấy là 37 tỷ hơn, 38 tỷ hơn đã được xả. Bởi vì những con tép, con tôm retail, những người thiếu kiến thức. Thì cái trò chơi vẫn vậy nha, rồi là bạn nhảy vào cái thị trường mà bạn không có một cái kiến thức về BTC thì mình vẫn khuyên bạn lên trên nền tảng Tiên Academy YouTube. Ở trên đó nó có 4.5 năm kiến thức, cả ngàn bao nhiêu ngàn cái video, cái phát trực tuyến mình đẩy ra, bạn coi nó để cho nó thấm vào trong tủy của bạn, để bạn thiệt sự biết BTC là gì trước khi nhảy vào đầu tư hay là trước khi nắm giữ tiếp tục. Và vẫn vậy, không thay đổi. Và mình đã lặp đi lặp lại cái câu chuyện và cái câu nói này cả ngàn lần rồi chứ không phải là không. Bạn đầu tư mà bạn không có kiến thức thì cũng giống như là bạn cầm tiền vô một cái sòng bạc như vậy. Thì xác suất là bạn sẽ mất trắng hoàn bạc, bạn sẽ cắt lỗ, bạn chạy. Lúc, đúng không? Lúc nó dao động không theo ý muốn của bạn, có nghĩa là lúc nó sập. Nhưng mà lúc mà bạn đầu tư, nghe, đầu tư mà có kiến thức thì nó khác. Bởi vì vậy, tại sao là những cái quỹ lớn nhất thế giới này nó mướn cả ngàn người như vậy, đúng không? Nó giáo dục cả ngàn người, ok. Rồi cái cả ngàn người này đó đem cái sản phẩm này, đem BTC để đem đi quảng cáo cho quỹ này quỹ nọ, những gia đình giàu nhất thế giới. Thì nó là vậy. Thì cân nhắc ngay bây giờ, có thể là bạn đang nắm giữ BTC, nó là Bitcoin, hay là bạn đang suy nghĩ để nhảy vô cái thị trường Bitcoin này, không biết nó là gì, nhưng mà tại sao nó đã tăng trưởng 9.3% trong 15 năm vừa rồi. Và mỗi năm trung bình như vậy là nó tăng trưởng 100-mấy% mỗi năm như vậy, cũng giống như cái năm 2023. Đến thời điểm ngay bây giờ, từ đầu năm đến giờ, biết là Bitcoin sập từ 73.800 xuống ngay bây giờ là 50-mấy ngàn. Nhưng nó vẫn có cái phần trăm thu nhập cao nhất so sánh với vàng, tiền đô la, cổ phiếu cổ phần, bất động sản và tất cả những cái thứ đầu tư khác. Ngay bây giờ. Lúc mình nói như vậy á, thì có những người sẽ nói là ồ, vàng vừa rồi nó tăng rất nhiều, nó đã đạt được cái con giá là lên tới 2.500 một ounce. Đây là một cái lần là gọi là lâu lắm rồi nó mới lên được con giá như vậy. Nhưng bạn quay lại một chút lịch sử, bạn coi lại data của vàng thử, cái giá ngay bây giờ đó của vàng vừa rồi nó bay rất mạnh, đúng không? Nhưng nếu bạn so sánh với năm 1970 mấy thì cái giá vàng ngay bây giờ nó bằng giá vàng hồi đó.
có nghĩa là vàng là gì? Nó lết lết, nó lên, nó xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống như vậy. Nhưng nó vẫn là lết lết. Đây Bitcoin đã tăng trưởng bao nhiêu? 9.3% trong 15 năm vừa rồi. Thì rõ ràng là có những người sẽ nói tăng trưởng trong quá khứ không nghĩa và trùng hợp sẽ tăng trưởng trong tương lai. Dựa vào đâu? Thì ngay bây giờ rõ ràng bạn phải dựa vào lịch sử. Và cái chu kỳ này ngay bây giờ nó vừa rồi như vậy, nó đã chạy chậm lại, giá sập để nó đi cùng nhịp tim với những cái chu kỳ vừa rồi. Và vừa rồi như vậy mình đã đăng những cái thông tin đó, những cái tài liệu, những cái data đó lên tất cả những nền tảng, cũng giống như nền tảng cái mặt, cũng giống như nền tảng X. Bạn coi mà bạn tham khảo. Cái hash rate lúc nào nó cũng đi trước khi cái giá hết. Lúc nào cũng vậy hết. Và cái giá lúc nào sẽ rượt theo sau. Những cái thứ mà nó quan trọng chuẩn bị tới đây, những ngày tới đây, trong cái tuần này, những tuần tới đây, những tháng tới đây, thì mình đã chia sẻ trong cái video vừa rồi. Quay lại coi, ghi những cái thông tin đó xuống. Những cái thông tin đó là những cái thông tin nó sẽ dao động cái con giá của BTC. Thì nó là vậy. Nhớ rõ ràng là để có lửa, đúng không? Để có khói thì phải có lửa. Thì để mà nó bay, đúng không? Để giá nó bay lên trên mặt trăng, mặt trời, không gian mới, thì nó phải có cái gì để làm cho nó bay như vậy. Và mình đã chia sẻ trong cái video vừa rồi, trực tiếp vừa rồi ngày hôm nay. Quay lại coi. Nhưng số nhiều vẫn vậy. Là bạn nhảy vô đầu tư mà bạn có cái tư duy là gì? Mì ăn liền, đúng không? Bạn muốn mua tờ giấy số đó ngày hôm nay để ngày mai nó trúng. Chứ bạn không có nghĩ là đầu tư. Cái nghĩa đầu tư có nghĩa là và trong cái nhóm đầu tư dài hạn, là mình có cái nhóm gọi là đầu tư dài hạn, có nghĩa là dài hạn, có nghĩa là không phải là ngày mai là bằng thắng. Bởi vì trong đó nó có cái từ dài hạn, mà cái nghĩa là dài hạn có nghĩa là mua và nắm giữ. Có những người thắc mắc là vừa rồi là người ta có nhảy vô cái thị trường, người ta có mua và thu gom dựa theo cái tín hiệu bên mình cung cấp. Nhưng nhớ, chừng nào đến cái đỉnh để chốt đơn thì bên mình sẽ cung cấp cho bạn giá bán. Vừa rồi như vậy bạn thu gom, giá nó sập, đúng không? Giá nó sập, ok, này giá nó sập. Thì ngay bây giờ bạn đang gọi là bạn đang lỗ. Nhưng nếu mà bạn không có bán ra thì chắc chắn bạn không lỗ được. Và mình đã nói, ngay bây giờ chưa phải là thời điểm gọi là thời điểm bán ra. Ngay bây giờ cái thị trường châu mới bắt đầu, chỉ mới bắt đầu thôi. Nó có những cái tín hiệu bắt đầu, cũng giống như là cái M2, đồng tiền đô la trong hệ thống toàn cầu mới bắt đầu tăng. Global liquidity vừa rồi mới có tín hiệu tăng. Mà bạn đã quan tâm tới, mới tới có tín hiệu, mới cái chớp chớp mà bạn đang quan tâm tới cái tín hiệu để đem ra xả. Bạn đang âm mà sao bạn xả? Ngay bây giờ là thời điểm thu gom. Biết rồi. Thu gom. Chứ không phải là thời điểm bán ra. Thì nhớ, bạn là trong nhóm đầu tư dài hạn thì bạn phải có tư duy dài hạn. Chứ đừng có đem cái tư duy mì ăn liền vô trong đây. Đừng có đem cái tư duy mà đi sòng bạc vô trong đây. Đừng có đem cái tư duy mà mua vé số vô trong đây. Có nghĩa là rót vô ngày hôm nay để mai trúng. Nếu mà rót vô ngày hôm nay ngày mai trúng á, thì bạn nên chơi gì? Chơi spot, đúng không? Chơi tương lai, chứ không phải là đầu tư dài hạn. Thì gọi là nhiều người cứ lẫn lộn đầu tư mà cứ nghĩ là ngày mai để trúng mì ăn liền, đúng không? Mua giấy số vô sòng bạc. Nếu bạn mong ước những cái thứ đó xảy ra đó, đem đồng tiền vô sòng bạc, đúng không? Hay là đi mua giấy số, hay là mua đây, hay là đánh đề, hay là chơi tương lai, thì mình nghĩ, mình khuyên cái đó nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh hơn. Còn đầu tư dài hạn có nghĩa là phải có tư duy đầu tư dài hạn. Thì nó là vậy. Nhiều lúc mình nói những cái từ ngữ như vậy đó, gọi là nó xúc phạm, nó xúc phạm người này người nọ. Nhưng cái đó là cái suy nghĩ của mình. Mình chỉ là mình thôi, đúng không? Ở đây là chủ yếu là mình chia sẻ làm sao để cho bạn hiểu rõ hơn đầu tư dài hạn.
là có nghĩa là phải có tư duy dài hạn. Mà nó